Anh Kiệt với bạn Bin ơi đi đâu ạ? Ôi, anh Kiệt với bạn Bin ơi, hồi nãy nghe nói khu vườn của anh Kiệt cái quá trời con chuột luôn. Ơ đi lẹ đi anh Kiệt ơi, lại cùng nhau bắt. Xe anh Kiệt sang hả? Lại cùng nhau bắt chuột nha. Xuống thì bỏ đi, xe hết lại đi hết rồi đây. Giờ mình đi kiếm đi. Nghe nó dưới đá. Nghe nó vườn của anh Kiệt chuột nhiều lắm. Có không anh Kiệt? Có nè anh Kiệt ơi, con chuột có nè. Wow. Chọc chứ. Wow. Nè. Anh Kiệt, bạn Bin trời. Bắt được con chuột. Trời lật ngửa con chuột luôn rồi các bạn ơi. À, con chuột ơi. Thôi, mình đi kiếm con chuột khác đi. Có tội không? Dạ dạ. Wow. Một con chuột nữa đã được bị bắt rồi nha. Thấy chưa, nghe nói vườn nhà anh Kiệt nhiều chuột lắm mà. Ui, ôi bạn Bin bắt được một con nè anh Kiệt. Từ từ Im để con chuột nó bò nghe không. Chụp anh Kiệt ơi, chụp đi. Wow, công nhận vườn của anh Kiệt nhiều chuột thiệt luôn á. Hèn chi nó phá quá trời luôn mà anh Kiệt. Ui. Wow, bạn Bin giỏi quá, bạn Bin bắt chuột giỏi quá Bin ơi. Giờ mình đi kiếm đi. Coi còn chuột gì hết Kiệt. Wow, ui. Con chuột trốn này Kiệt. Ui. Wow. Bắt được chưa? Rồi, bắt được rồi hả? Ui, bạn Bin giỏi quá à. Kiếm được còn chuột không anh Kiệt ơi? Coi chừng nó chui trong đây á. Hàng đá. Bin nhặt kỹ nha, cái xuống này khó lắm. Có còn không? Mình kiếm kỹ đi anh Kiệt ơi. Chuột có phá lắm nha. Wow, một con nữa nè, thấy chưa, vườn nhà anh Kiệt nhiều chuột lắm mà. Hãy Bin bắt cẩn thận, nó đừng có chạy ra Bin. Nói chắc hết đó, mình về đi. Mình kiểm tra một lần nữa nha, coi còn không nha. Anh Kiệt ơi, con chuột chạy, chạy ra. Trời ơi, chuột đâu mà chạy tùm lum hết trơn. Còn không anh Kiệt ơi? Anh Kiệt ơi, con chuột chạy nữa. Dạ. Nó khó rồi Bin ơi, giờ Bin ơi. Hết rồi hả anh Kiệt? Ôi, khỏe quá. Thế là anh Kiệt đã bắt hết chuột rồi. Vô cái trò của anh Kiệt, mình kiểm tra coi anh Kiệt với bạn Bin bắt được bao nhiêu con chuột nha. Một con nè. Hai con nè. Con chuột màu dễ thương quá à. Bin ơi. Bốn con. Cùng lứa hay sao nó giống nhau quá anh chị ha. Màu đỏ chuột cần màu đỏ vui. Bạn Bin ơi, bạn Bin biết con chuột này màu mấy màu không? Bạn Bin nói cho các bạn xem con chuột này có mấy màu. Ba màu, một màu xanh đậm, một màu xanh nhạt và một màu đỏ. Đây bạn Bin, anh Bin màu này màu gì Bin ơi? Màu trắng đẹp. Anh biết cái đuôi nó màu đỏ nè, cái đầu nó màu đỏ nha. Biết, anh mới nghĩ là một cái này vui lắm. Chuột ơi, mua chuột đi trang làm thú cưng hamster á. Ừ, được anh chị ơi. Để mình cùng nhau bắt đem về bỏ vô lòng mình nuôi chuột nha. Chưa nói nữa. Ok.